Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 2 tập 1 cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ. Phần đầu tiên là bài toán liên quan đến phép cộng. Trang 42. Chúng ta xem cái bài bài mẫu. An có 5 bông hoa, Bình có 4 bông hoa. Hỏi hai bạn có tất cả là bao nhiêu bông hoa? Như vậy người ta họ nói là An thì có 5 bông, Bình có 4 bông. Hỏi hai bạn có tất cả thì có nghĩa là chúng ta hỏi hai bạn này là bao nhiêu thì chúng ta lấy 5 ta cộng cho 4. Người ta đây là một cái gọi là tóm tắt. An có 5 bông hoa, Bình có 4 bông hoa, có tất cả là bao nhiêu bông hoa? Là bài giải là bài giải hai bạn có tất cả số bông hoa là 5 ta cộng 4 là bằng 9 bông hoa, đáp số là 9 bông hoa. Như vậy chúng ta sẽ dựa vô đâu mà chúng ta sẽ nói được cái câu này? Người ta nói là hai bạn nè có tất cả nè, chúng ta bỏ cái này, bỏ cái này, bỏ cái này, bông hoa thêm chữ là hai bạn có tất cả bông hoa là ngay chỗ này chúng ta sẽ thay chữ số vô đây. Thay chữ số vô. Rồi, chúng ta sẽ qua bài số 1. Long có 10 chiếc bút màu, Bảo có 9 bút màu. Hỏi hai bạn có tất cả là bao nhiêu chiếc bút màu? Nè, nó cũng giống bài trên. Rồi, đây là cái họ tóm tắt. Long có 10 chiếc bút màu, Bảo có 9 chiếc bút màu. Có tất cả là bao nhiêu chiếc bút màu? Như vậy thì chúng ta sẽ lấy 10 ta cộng 9. Hai bạn có tất cả số bút chì màu là. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 10 ta cộng cho 9. Tất cả, cái chữ tất cả là chúng ta cộng là bằng 10, 19 bút chì chiếc. Đáp số là 10, 19 chiếc bút chì màu. Chúng ta qua bài số tiếp theo. Bài số 2. Trong phòng máy có 9 bộ máy tính, người ta mang thêm vào là 3 bộ máy tính nữa. Hỏi trong phòng có tất cả là bao nhiêu bộ máy tính? Như vậy là mang thêm vào thì chúng ta sẽ cộng vào. Có bao nhiêu đây? Có 9 bộ. Thêm vào bao nhiêu? Thêm 3 bộ nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu? Như vậy chúng ta sẽ lấy 9 ta cộng cho 3. Vậy là bằng 10, 12 bộ. Đáp số 12 bộ máy tính. Chúng ta qua tiếp theo, phần tiếp theo. Phần tiếp theo là cái phần trừ. Bài toán liên quan đến phép trừ. Trong hộp có 10 bút chì màu, Linh lấy đi 3 chiếc. Hỏi trong hộp còn lại là máy bút chì màu. Lấy đi là chúng ta trừ. Giờ ta lấy 10 ta trừ cho 3. Có là 10 chiếc này. Đây là cái phần này là phần tóm tắt. Lấy đi là 3 chiếc bút chì màu. Còn lại là bao nhiêu chiếc bút chì màu? Bài giải. Trong hộp còn lại số bút chì màu là. Như vậy cái bài đầu tiên này chúng ta tiếp cận. Chúng ta sẽ hơi lúng túng cái câu trả lời này này. Kể cả bên cộng này cũng vậy. Thì chúng ta dựa vào đây nè, dựa vào cái đoạn chỗ này nè. Giờ là trong, bỏ chữ hỏi đi. Trong hộp còn lại, bỏ chữ máy đi. Còn lại số chiếc bút chì, số chiếc bút màu là. Ta thêm chữ số vào đây, và ta thêm chữ là vào đây. Ta bỏ chữ hỏi, bỏ chữ máy. Như là ta lấy 10 ta trừ cho 3 bằng 7 chiếc, đáp số 7 chiếc bút màu. Chúng ta qua bài số 3. Nam có 16 quyển truyện, Nam cho hoa 5 quyển. Hỏi Nam còn lại là bao nhiêu quyển truyện? Vậy là có là 16, cho là 5. Hỏi là còn lại là bao nhiêu? Đây là cái phần này là phần tóm tắt. Tóm tắt lại. Như vậy ta lấy 16, ta trừ cho 5 quyển. Vậy là còn lại là
11. 11 quyển. Đáp số là 11 quyển. Chúng ta qua bài số 4. Trên sân bay có 11 chiếc máy bay, sau đó có 2 chiếc bay đi. Bay đi thì chúng ta trừ ra, hỏi trên sân còn lại là bao nhiêu chiếc máy bay. Như vậy là có là bao nhiêu? 11. Đó. Bay đi là người ta nói là bay đi là 2 chiếc. Như vậy là trên sân bay còn lại số chiếc máy bay là, như vậy chúng ta sẽ lấy là 11. Ta trừ đi cho 2. Vậy là bằng 9 chiếc. Đáp số là 9 chiếc máy bay. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.